Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Sang Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em về thước lái của dòng xe Mitsubishi Xpander và dòng xe Xpander Cross, Mitsubishi Xpander và Xpander Cross, hàng xịn chính hãng. Thì rất nhiều anh em hay hỏi mình câu làm sao phân biệt đâu là hàng xịn chính hãng và thay thế. Thì khi mà các bạn nhìn cái thước lái này trên thị trường có cả hàng xịn và hàng rẻ, thì hàng xịn chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia về. Được nhập khẩu từ Indonesia về. Và đây trên cái thước lái của các bạn sẽ nhìn này, nó có chữ Zetec này. Nó dập nổi lên. Zetec và Corio cũng là nó, đây là chữ Zetec. Đấy, Corio là do Nhật Bản, còn cái này là của nhập trực tiếp từ Indonesia. Đây chữ Zetec này. Và thứ hai là trên cái sản phẩm nó có cái, đây các bạn sẽ nhìn này, đây có cái tem màu trắng này. Đây là cách các bạn phân biệt được đâu là hàng xịn chính hãng và thay thế. Thì khi mà anh em trong quá trình mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường hỏng cái thước lái này, thì đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Bởi vì cái này nó là hệ thống đánh lái của dòng xe, nó đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao và tuyệt đối luôn. Đấy, thì khi mà anh em cần phải thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi Xpander này.